Implement site reporting. Implement site reporting. This is clear. Stand by for site reporting. Have you received an LMPI? Tình huống giả định là một quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tức ICBM, vừa mới được phóng đi từ lãnh thổ Triều Tiên. Radar trong không gian phát đi tín hiệu cảnh báo. Giờ thì, nhóm tác chiến tại trạm Clear Space Force thuộc Alaska buộc phải nhanh chóng xác nhận lại với đài radar mặt đất. System status. System stable. Copy and concur. This is clear. Site report is valid. Number of objects is one. Vụ phóng tên lửa này chỉ là một buổi diễn tập được giải mật để VOA hiểu được cách trạm Clear Space Force hoạt động như một lá chắn vô hình, phát hiện mục tiêu ra sao. Chúng tôi thường nói rằng 300 con người tại trạm này đang bảo vệ 300 triệu người dân. Tuy nhiên, chỉ huy phó của trạm, thiếu tá Dave Kim nói, kể từ khi Triều Tiên phóng thử 16 quả tên lửa đạn đạo từ đầu năm nay, trong đó có một vụ phóng ICBM mà trạm Clear đã xác nhận hồi tháng 3, thì những bài huấn luyện như thế này diễn ra liên tục. Chúng tôi theo dõi họ 24/7, chúng tôi biết họ đang làm gì. Để miêu tả về công việc này thì tôi sẽ dùng từ nhiệm vụ không thể thất bại, không có chỗ cho sai sót, hoàn toàn không. ICBM phân tách các bộ phận khi ở trong không gian, tạo ra những lớp màn mảnh vụn phức tạp. Đài radar mặt đất của trạm này có khả năng theo dõi các vật thể cách xa tới 5.000 km. Tuy nhiên, hình ảnh không rõ ràng, khiến cho việc tìm kiếm đầu đạn đang bắn tới khó khăn hơn. Vậy nên, chính phủ Mỹ chế tạo một công cụ giám sát trị giá 1,5 tỷ đô la, có tên là Radar Phân biệt Tầm xa, hay LRDR. VOA có cơ hội hiếm hoi tìm hiểu bên trong hệ thống này. Giới chức trạm cho biết, công nghệ nằm trong những tấm ghép này, biến đây trở thành loại radar hiện đại nhất thế giới. LRDR có khả năng nhìn vào bên trong đám mây đe dọa của kẻ thù và phân biệt được đâu là đầu đạn mà chúng tôi muốn phá hủy. Nếu để so sánh thì nó giống như xem TV thông thường với video chất lượng 4K hoặc 8K vậy. Tuy nhiên, chỉ theo dõi thôi thì không đủ để ngăn chặn một quả tên lửa. Chúng tôi đánh chặn nó. Trung tá Chris Dutz, chỉ huy tiểu đoàn phòng thủ tên lửa tại Fort Greely, Alaska, giám sát các binh sĩ bảo vệ 40 tên lửa diệt ICBM, được gọi là tên lửa đánh chặn trên mặt đất, trong các hầm chứa sâu dưới lòng đất. Chúng tôi nhận diện được mối đe dọa đang tới gần, và nếu được lệnh đánh chặn, hệ thống vũ khí của chúng tôi sẽ đưa ra một kế hoạch hành động, xác định xem cần bao nhiêu tên lửa để vô hiệu hóa mối đe dọa, và rồi những mái vòm này sẽ mở bung ra, và tên lửa được phóng đi. Tính tới thời điểm hiện tại, các tên lửa đánh chặn chỉ bắn trúng 10 trong số 19 mục tiêu, tỷ lệ thành công là 53%. Nhưng Ian Williams thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế gọi đây là một số liệu gây hiểu lầm. Nếu bạn thực sự tìm hiểu sâu hơn thì sẽ thấy rằng rất nhiều vụ thử thất bại nằm trong giai đoạn mẫu thử sơ khởi, vốn không phải những loại tên lửa hiện đang được triển khai. Thực tế là nếu bạn nhìn vào số liệu từ hệ thống đánh chặn hiện nay, chỉ có một trường hợp thất bại. Chính phủ Hoa Kỳ vừa mới xây dựng thêm 20 hầm chứa dưới lòng đất tại trạm, và VOA là cơ quan báo chí đầu tiên có cơ hội được khám phá bên trong một hầm chứa như vậy. Hãy xem này, đây là bên trong của một hầm chứa, sẽ là nơi chứa tên lửa đánh chặn thế hệ tiếp theo. Chúng sẽ hoạt động vào khoảng năm 2028, và chúng sẽ là phiên bản tiên tiến hơn của các tên lửa đánh chặn hiện tại ở pháo đài Greely. Cải tiến lớn nhất ở đây là gì? Mỗi tên lửa đánh chặn thế hệ mới, hay còn gọi là NGI, chứa trong hầm ngầm này được trang bị nhiều đầu đạn, thứ được dùng để đánh chặn tên lửa. And what that means is... Tên lửa mang nhiều đầu đạn thì để làm gì? Để có thể đánh chặn một mục tiêu duy nhất mà không cần phóng nhiều tên lửa. Đây quả là một sự trấn an khi mà các mối đe dọa từ Triều Tiên vẫn tiếp diễn và những căn cứ nằm nép mình trong thiên nhiên hoang dã của Alaska này vẫn là tuyến phòng thủ cuối cùng của Mỹ.